Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Tối nay em que và giới thiệu cho các bác là hai con âm ly đền nông 780D và âm ly tích hợp giải mã DAC. Thì vừa rồi thì em về ba con, thì một con đang hát kia các bác. Đặc trưng của dòng của đền nông 780D là hàng nội địa Nhật, được sản xuất cho riêng cho thị trường Nhật cho các bác. Và tiêu chuẩn của Nhật Bản thì khá là chặt chỉ về chất lượng cũng như là độ tin cậy của hãng đền nông, được làm nên tên tuổi ở Việt Nam mình. 780D em nó tích hợp giải mã DAC và đánh hai cầu loa AB hoặc A kèm B. Các bác có thể chơi tốt hai cặp bot 3 series, như là 301 series 3 hoặc là một cặp 701 kiểm tâm súc vân vân. Chất âm em này hay, chỉnh bass chép thiên về độ lực nha các bác, bass nặng nha, bass chắc á, đặc trưng của những dòng đời nông, nên là rất thích hợp các bác chơi vào những dòng loa khó tính, dòng loa mà khó ra tiếng bass, thì các bác cứ ghép vào những con đời nông này. Ở phân khúc em đang phân phối với giá là 10 triệu đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây AV nha các bác, của Nhật nha, dây bả Nhật, để các bác về cắm nối. Thì hai em này em về được ba em, nhưng mà em giới thiệu hai em này đều là hoa hậu quá nha các bác, hàng để các bác sưu tầm hết, đồ đẹp thì kiến công. Đây em sẽ đi từng con cũng như là báo series để các bác cùng xem và thích con nào thì con lựa chọn theo ý các bác nha. Con này là con đầu tiên nha. Đây em mời các bác cùng xem đồ đẹp của em nó. Đây để từng chi tiết, đây là phần giải mã DAC. Đối với con này các bác mà nghe nhạc YouTube, hoặc nghe nhạc từ TV hoặc là nghe nhạc CD, nó nhờ có cái phần giải mã nên tín hiệu âm thanh xuống rất là chi tiết cũng như là độ nén được giải mã ra rất là hay. Nó cải thiện rất là nhiều nha các bác. Đây là cạnh phía bên phải nè. Có thấy phần này nè, có đèn rọi xuống các bác sẽ thấy nó rõ ràng. Còn mặt tiền thì khỏi bàn luôn nha các bác, mới tinh nha. Ở phía trên nóc của sản phẩm đây các bác thấy, là miếng giấy lót nó còn dính nè. Tí nữa là em sẽ mở bên trong luôn để các bác cùng xem nha. Này, con này series là 7234 nha các bác. À xin lỗi các bác, 7243. 7243. Những dòng này công suất đánh lực mạnh nên là hãng trang bị cổng real luôn này. Các bác rút kém cầu này. Lực đánh rất là mạnh nha các bác. Cổng AUX CD tuner, hai cầu loa trở kháng là 4-16 ohm. Điện áp 100V. Tại vì nó là hàng nội địa của Nhật nên là sử dụng điện 100V nha, xịn sò. Rồi, đi tới con kế tiếp. Con đầu tiên là series là 7243 nha các bác. Đồng giá là 10 triệu hết nha. À em thứ hai cũng đồ đẹp y chang vậy luôn nha các bác. Mới tin. Em luôn làm hàng tuyển để phục vụ các bác nha. Là những con ly vừa nghiêng vừa trưng bày, hàng chắc bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Thế nữa thì các bác sẽ được ngắm bên trong rụt rà nó mới như thế nào nha. Em này series là 1432 nha các bác, 1432 cũng là 200 loa, có cầu đầy đủ cho các bác. Rất nét và chi tiết. 1432 đó là con thứ hai, 1432. Vâng, và sau đây là bên trong ruột gan của hai con ly 780D. Các bác thấy nó sử dụng cái tăng phô mèo quân đội nhá, mèo xanh lục ấy. Rồi mình đi đến con đầu tiên. Các bác thì thấy nó sử dụng là hai tổ lục, bốn tổ lục nguồn nha các bác. Một tăng phô quân đội có sexy này, tinh tinh. Nó sử dụng sò Sanken 2 vít nha các bác, dòng sò riêng ghép để sử dụng cho những con ly có công suất lớn, lực đánh mạnh. Thì một cặp sò đây nó quánh maximum ra là 250W trong một kênh nha các bác, còn quánh bình thường là 150W. Sò Sanken 2 vít các bác thường gặp trên những con ly có cường độ hoạt động mạnh á, như những con Jaguar 56N vân vân. Các bác có thể thấy được độ đẹp của vị mạch cũng như là sexy và phần công suất đấy. Tất cả phục vụ các bác là những cái mé chất bãi về nha.
biết lựa và lựa chọn những phẩm cây pha. Đây có cái sexy này mới đấy. Là phần nguồn, nguồn quân đội đấy. Tất cả cái dòng này nó có một cái lỗ chấm nhỏ nhỏ chỗ đây nha các bác. Đây như vậy này, chưa phải lái đâu nha. Con nào cũng vậy nha. Đẹp trưng. Là 4 tổ lục nguồn. Mẹ rất mới nha các bác. Để thấy này, đấy. Giá là 10 triệu đã bao gồm phí ship. Em gửi đến cho các bác là một trong những only tuyển để các bác nghi và ngắm và được tặng kèm một bộ da AV để cũng như là tri ân tất cả các bác ở miền Trung Quốc và theo dõi kênh. Các bác nào chưa đăng ký hãy ấn vào đăng ký để luôn được cập nhật những video mới nhất. Sắp tới thì em sẽ về rất là nhiều hàng và trong đó em sẽ có nguồn đẩy công suất giá nó sẽ tốt. Bây giờ em sẽ lấy tặng gốc thì giá nó sẽ rất là tốt cho các bác nha, chứ không lấy qua tay những thợ nữa. Nên là tiếp theo thì sẽ có những con đẩy Mỹ, đẩy Nhật giá về sẽ rất là tốt cho các bác nha. Và nó là rất là tốt, các bác nhớ đón xem nha.